Từ ngày 1 tháng 6, thông tư 02/2013 của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro sẽ chính thức được áp dụng. Nỗi lo nợ xấu tăng thêm khi thông tư này được áp dụng càng trở nên căng thẳng trong bối cảnh nợ xấu cũ được xử lý rất ì ạch. Từ đầu năm đến nay, hoạt động mua nợ của VAMC khá trầm lắng, trong khi phần lớn các khoản nợ xấu mua về chưa thể bán ra. Một chuyên gia kinh tế thừa nhận, với chủ trương không dùng tiền ngân sách cũng như không vay nợ nước ngoài để xử lý nợ như hiện nay, cộng với thị trường mua bán nợ chưa hình thành, nhà đầu tư nước ngoài hầu như đứng ngoài cuộc, thì tốc độ chậm trong xử lý nợ xấu là khó tránh khỏi. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh Thanh tra Cơ quan Giám sát của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc áp dụng thông tư 02/2013 và thông tư 09/2014 của Ngân hàng Nhà nước sẽ khiến bức tranh nợ xấu được phản ánh chính xác hơn, tỷ lệ nợ xấu vì thế có thể cao hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng hai thông tư trên sẽ tạo nền tảng an toàn trong quản trị rủi ro của các ngân hàng, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Thời gian qua, hệ thống ngân hàng thương mại cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để áp dụng quy định mới. Nỗi lo nợ xấu tăng trở lại khi VAMC hầu như đứng im trong xử lý nợ là có cơ sở, bởi càng để lâu nợ xấu càng xấu đi và có khả năng mất vốn. Tính đến hết quý 1, khi nhiều ngân hàng vẫn công bố nợ xấu dưới 3%, song nợ mất vốn lại tăng rất mạnh.